Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ nhập 4 phường thành 1. Vấn đề được dư luận quan tâm là việc xử lý cơ sở nhà đất vô dư sau sắp nhập, đảm bảo phát huy hiệu quả tài sản của nhà nước. Trụ sở phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, công trình này mới đưa vào sử dụng khoảng 1 năm. Thế nhưng, dự kiến sau sắp xếp đơn vị hành chính sẽ phải xử lý hay chuyển đổi công năng. Mình thì cư dân An Cư và trụ sở thì xây dựng sau cùng, mình cũng muốn chịu lỡ nằm đây lắm, nhưng mà trên thôi, do trên sắp xếp thì cái vấn đề ở trên sắp xếp chứ mình đâu có biết nó làm sao. Nhưng mà đúng là sáp nhập thì nó sẽ có dư thừa. Sau này đó là cái tài sản công này sắp xếp lại sao cho đúng công năng. Thực hiện nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Cần Thơ dự kiến sắp nhập 4 phường An Phú, An Nghiệp, An Cư và Thới Bình thành một đơn vị hành chính. Dự kiến đơn vị mới đặt tên là phường Thới Bình và sử dụng trụ sở Ủy ban Nhân dân phường này là nơi làm việc. Như vậy, sau sắp nhập, trụ sở nơi làm việc hiện hành của 4 phường phải được sắp xếp, bố trí, xử lý. Đề nghị sử dụng cho nó hợp lý nhất. Còn đối với các mà trụ sở còn vô dư mà không sử dụng nữa sẽ lên phương án là khai thác. Khai thác bằng cách là mình tổ chức bán đấu giá hoặc là mình trưng dụng cho các đơn vị nào mà cần để phục vụ cái hoạt động của nhà nước. Đây là một cái chủ trương cũng khá là lớn, tại vì sau khi sắp xếp bộ máy là về tài sản công là đứng thứ hai. Dự kiến sau khi sắp xếp, sáp nhập 4 phường sẽ có 31 trụ sở làm việc cần phải xử lý. Phần lớn các trụ sở còn khá tốt do mới được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp sửa chữa. Mặt khác, các phường đều thuộc quận trung tâm Ninh Kiều, vị trí đất vàng nên khả năng khai thác sử dụng cao. Giao cho Ủy ban dân quận Ninh Kiều phối hợp với các sở ngành của thành phố sẽ tính toán là sắp xếp bố trí cái trụ sở cho nó hợp lý. Trước mắt thì sẽ nâng cấp sửa chữa để mà phục vụ cho cái phường mới đó, cho một cái trụ sở để phục vụ cho cái sự mới đi vào hoạt động để phục vụ người dân. Giai đoạn 2019-2021, Cần Thơ cũng đã sáp nhập phường An Hội và An Lạc vào phường Tân An. Đơn vị hành chính này chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Đến nay, các trụ sở làm việc, tài sản công đã được bố trí xử lý dứt điểm. Đây là những kinh nghiệm tốt để Cần Thơ hoàn thiện phương án và lộ trình sắp xếp xử lý trụ sở tài sản công đợt này. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tài sản vô dư, tránh tình trạng bỏ hoang hay lãng phí tài sản nhà nước.